Nào, phải chơi cậu bôi thuốc con nào. Ừ, đau lắm. Cháu tin cậu được đâu. Ừ, hay cái thằng này. Tao lại cho nốt cái con lươn bên cạnh nhá. Bạch ra. Nào, dậy ăn bún thang lươn, nhanh lên. Thế là nhanh. Sao? Bún thang lươn này có ngon không bác? Lươn này cháu ăn cái đời. Ừ, cơm dẹp hỏi nha. Ừ. Từ nay nhá, mà mày không ở nhà ăn cơm nhá, tao cho mách mẹ mày kiếp. Thôi được, bạn đừng có dọa nó nữa nhá. Mà này, từ nay là phải nghe lời cậu Tú, nghe chưa? Ơ, vừa nãy mà tôi không cắn là nó định bỏ đi luôn đấy. Bạn cũng phải từ từ chứ. Bây giờ nó đang tuổi nổi loạn, phải nhẫn nại, nói chuyện bình tĩnh, thấy chưa? Đâu lại vào đấy liền ngay mà. Cậu chỉ nhẫn lại với mày mấy tháng hè này nữa thôi nhá. Xong mấy tháng hè là mày về thành phố đi học ngay cho tao nhờ nhá. Nghe chưa? Vâng. Thôi rồi, ăn đi, không nguội.